Xin chào các em. Tiếp theo đây thì cô và các em sẽ cùng nhau đến với câu số 2 trong 165 sách giáo khoa hóa học lớp 12 ban cơ bản. Câu số 2 đề bài là người ta yêu cầu các em là bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 3 mẫu hợp kim sau: nhôm sắt, nhôm đồng và đồng sắt. Thế thì ở câu nhận biết các chất bằng phương pháp hóa học này thì các em cần phải nắm chắc được cái tính chất hóa học của các chất thì chúng ta mới có thể nhận biết được dựa vào các những cái tính chất hóa học khác nhau của các chất kem ạ. Thế thì bây giờ cách làm như sau. Bây giờ thì đầu tiên thì cô sẽ lấy mỗi mẫu một ít cho ra các ống nghiệm khác nhau và đánh số thứ tự. Bây giờ nhá, cô sẽ có 3 mẫu ống nghiệm đây. Các em tưởng tượng. Đó, đây là ống số 1. Đây ống 1. Đó. Đây ống 2. Cô vẽ không được là đẹp lắm, các em thông cảm nhá. Đây ống 2 chưa? Và tương tự của mẫu 3. Mỗi cái ống nghiệm này sẽ chứa một trong cái ba hợp kim: nhôm sắt, nhôm đồng hoặc là đồng sắt. Chưa biết ống nào chứa mẫu hợp kim nào các em nhá. Thế thì cách làm của bài này như sau. Thì bây giờ cô sẽ cho lần lượt dung dịch axit chlorhydric dư vào 3 mẫu. 1, 2, 3 ở trên. Được chưa nào? Nếu mẫu nào có khí thoát ra, nếu mẫu nào mà có khí thoát ra và tất cả kim loại đều tan hết, tất cả kim loại tan hết, đợi một chút, ok rồi, tất cả kim loại tan hết thì suy ra mẫu đó sẽ chứa hợp kim của nhôm và sắt kem ạ. Được chưa? Tại sao lại như vậy? Thì ở đây cô sẽ giải thích này. Nhôm và sắt đều là hai kim loại đứng trước hydro. Được chưa? Vậy thì chúng sẽ đều tan được trong dung dịch axit chlorhydric dư và tạo ra giải phóng khí hydro kem ạ. Được chưa? Cô sẽ viết phương trình nhá. Nhôm cộng axit chlorhydric tạo thành muối nhôm clorua, giải phóng khí hydro. Đó. Và tiếp theo là sắt. Các em lưu ý là sắt mà cộng với axit chlorhydric thì chỉ tạo thành muối sắt mấy thôi. Muối sắt 2 clorua thôi các em nhá, được chưa? Đó, thì ở cái mẫu này, nếu như cái mẫu mà tất cả kim loại đều tan hết và tạo thành khí hydro thoát ra thì đó là cái mẫu chứa nhôm và sắt các em nhá. Tiếp theo. Mẫu nào cũng có khí thoát ra. Cũng có khí thoát ra nhưng vẫn còn chất rắn không tan. Mẫu nào có khí thoát ra nhưng vẫn còn chất rắn không tan thì suy ra mẫu đó là mẫu gồm có nhôm, đồng và sắt đồng. Được chưa nào? Tại sao lại như vậy? Là bởi vì em thấy là hai cái mẫu hợp kim này của cô đều có chứa kim loại Cu đồng, đúng không? Mà Cu là kim loại làm sao? Sau hydro. Vì Cu là kim loại sau hydro nên suy ra Cu không tan hay không phản ứng ấy, được chưa? Không tan trong dung dịch axit chlorhydric, trong dung dịch HCl dư. Đó. Và ở đây chỉ xảy ra phản ứng của nhôm với axit chlorhydric và sắt với axit chlorhydric thôi. Ở phương trình trên cô đã viết rồi, cô sẽ không viết lại nữa, được chưa? Thế thì bây giờ cái mẫu ở trên là cô nhận biết được rồi này. Cái mẫu nhôm sắt cô nhận biết được rồi này, đúng chưa? Nhưng bây giờ mẫu nhôm với đồng, sắt với đồng thì bây giờ cô chưa nhận biết được. Vậy bây giờ phải làm thế nào để nhận biết được hai mẫu này? Thì bây giờ cô sẽ dựa vào một cái tính chất hóa học đặc trưng riêng của nhôm khác với sắt để nhận biết.
Thì đó chính là bởi vì nhôm có khả năng tan được trong dung dịch kiềm. Nhôm là một kim loại đặc biệt tan được trong dung dịch kiềm, được thế nào? Thế thì ở đây tiếp theo nhá, cô sẽ bước thứ hai là cô cho dung dịch NaOH dư, natri hydroxit dư vào mẫu, vào hai mẫu nhôm đồng và sắt đồng các em ạ. Đó. Mẫu nào mà có khí hydro bay ra, có khí bay ra thì suy ra đó là mẫu nhôm đồng, được khi nào? Là bởi vì nhôm tác dụng với dung dịch kiềm natri hydroxit tạo thành cộng nước nữa nhá, tạo thành muối natri alumiat và giải phóng khí hydro, được chưa? Cân bằng có thêm 3 phần 2 này đây. Đó, được chưa? Vậy suy ra mẫu còn lại chính là, suy ra mẫu còn lại chính là gì nhỉ? Sắt đồng. Được chưa nào? Đó thì đây là cách làm nhận biết bằng phương pháp hóa học ở trong câu số 2. Thì ở câu này các em cần nhớ những điều gì? Thứ nhất, các em cần nhớ kim loại mà tác dụng với dung dịch axit chlorhydric thì kim loại đấy phải trước H. Được chưa? Khi nào bạn cần mua áo giáp sắt, nhìn sang phố hỏi, đó, H chính là hỏi đấy. Cửa hàng Á Phi Âu, cửa chính là CU các em ạ. CU sau hydro nên sẽ không tham gia phản ứng được, nhớ chưa? Đấy, CU sau hydro nên không tham gia phản ứng với dung dịch axit chlorhydric. Tiếp theo cần nhớ thứ hai. Đó chính là phản ứng của nhôm với dung dịch kiềm natri hydroxit em nhá, tạo thành muối natri alumiat và giải phóng khí hydro. Đó thì đây là những điều cần nhớ trong câu số 2 này. Chúc em học tập thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em.